Dạ vâng, Nobita xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Có được rất là nhiều cái lời hỏi từ một số bạn khi xem về những cái video mà mình hướng dẫn các bạn cách khôi phục lại tin nhắn Zalo. Thì có một số bạn thì muốn mình hướng dẫn các bạn cái cách làm như thế nào có thể tạo ra ví dụ như là hai ứng dụng Zalo trên một điện thoại. Tức là một điện thoại về thông thường ấy, thì nó chỉ cho phép là các bạn sử dụng một phiên bản Zalo duy nhất ở trên một chiếc điện thoại. Tuy nhiên thì như các bạn nhìn thấy ở màn hình của mình đây, thì hiện tại là mình đang sử dụng hai phiên bản Zalo. Ở hai phiên bản Zalo này thì một phiên bản chính của mình đây, thì mình sẽ vào xem cho các bạn xem nó sẽ là cái thông tin về Zalo. Nó đang là bản 18.11.01, mà cái bản hôm qua mình dẫn các bạn để tải cái bản APK về đấy. Và tiếp tục một bản này thì mình sẽ vào cho các bạn xem, cũng là 18.11.01. Thì tại vì đây chính là cái bản mà mình sao lưu ra, thì nó thành một cái bản Zalo mới. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trên phần mềm, ở cái ứng dụng của phần mềm máy của Xiaomi. Thì có thể ở trên cái điện thoại Oppo hay là điện thoại Samsung thì các bạn nên có thể tìm hiểu, hoặc là nó có thể chạy tương tự trên cái phần mềm này. Còn ở trên điện thoại iPhone thì trong ngày hôm sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng điện thoại Xiaomi làm như trước. Thì đầu tiên mình sẽ xóa một cái phiên bản Zalo này đi đã. Mình gỡ cài đặt. Tức là trên điện thoại mình đang chỉ còn duy nhất một phiên bản Zalo. Bây giờ thì mình sẽ vào phần cài đặt. Trong phần cài đặt này thì các bạn sẽ kéo xuống phần ứng dụng giúp mình. Trong phần ứng dụng này thì các bạn sẽ cần lưu ý đến cái phần ứng dụng kép. Trong phần ứng dụng kép này thì như các bạn nhìn thấy là có tất cả 8 ứng dụng, là nó cho phép các bạn được sao lưu phiên bản ra. Gồm có Facebook này, Messenger này, Bluezone này, KineSmarter, LG TV Plus, Yoshi Studio và Zalo. Và cái cần hôm nay của chúng ta sẽ là sao lưu và Zalo. Chúng ta sẽ ấn vào đây. Và bây giờ thì mình sẽ thoát ra. Thì các bạn nhìn thấy đây, thì ngay lập tức thì Zalo nó đã được sao thêm một cái phiên bản nữa. Bây giờ thì ngay tương tự thì mình sẽ thử cài một cái Facebook. Thì các bạn nhìn thấy ở đây, Facebook nó cũng sao lưu ra một phiên bản nữa. Thì các bạn sẽ nhìn vào cái bản mà Zalo mới này, thì nó hiện ra một cái giao diện y như là phiên bản Zalo mới. Thì các bạn cứ ấn tiếp thôi. Ấn tiếp, ấn bắt đầu. Rồi các bạn ấn đăng nhập thông thường. Ví dụ như các bạn sử dụng hai số điện thoại trên cùng một máy thì thường là máy tàu Xiaomi ấy, hoặc là Oppo, nó có những máy loại 3-4 tài khoản cơ, thì các bạn có thể sử dụng được hai cái số điện thoại trên cùng một máy để sử dụng hai số Zalo khác nhau. Thì cái mục đích video của mình hôm nay là hướng dẫn các bạn cái cách tạo ra hai ứng dụng Zalo trên cùng một điện thoại. Đến đây là hết. Nếu các bạn mà muốn mình hướng dẫn về cái cách tạo ra hai cái ứng dụng Zalo trên những dòng máy khác, ví dụ như là có thể là Samsung hoặc là iPhone, thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Video của mình chia sẻ của các bạn đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video lần sau.